目覚め mucho. Each time I bring you a kiss, I hear music divine. Thưa quý vị, khán giả của NPO, chúng tôi bên cạnh chúng tôi là cô ca sĩ Linda Trang Đài. Chúng tôi đang ngồi trong tiệm Linda Sandwich. Chào Linda. Chào anh. Đời sống của Linda lúc này như thế nào? Dạ thưa anh, Linda cứ nghĩ là chắc càng lớn tuổi thì càng hy vọng là càng thong thả hơn trước cái thời gian. Nhưng mà sự thật là ngược lại, bây giờ Linda thấy càng lớn thì thời gian nó quá càng hẹp, mà tại vì công việc nó quá nhiều. Đối với Linda thì nó nhiều hơn, càng ngày càng công việc nó càng nhiều hơn. Thì chắc tại vì Linda là cái người lúc nào muốn làm được cái chuyện không có ngồi yên được. Cho nên là đời sống bây giờ bận rộn hồi đó. Bận rộn. Tại vì hồi đó thì cũng là đi hát rồi và đi học. Giống như thôi mình cũng đi học mà. Nhưng mà bây giờ thì đi hát rồi làm, bây giờ là còn làm kinh doanh. Và thêm có nhiều vài cái công việc đang chuẩn bị làm một cái hãng đồ ăn. Và cũng đang làm franchise cho Linda Sandwich. Cũng như không biết anh Tuấn có biết thì cái franchise đầu tiên của Linda Sandwich thì ở tại thành phố San Jose. Ồ, tình mới nha. Lúc này cái chuyện đi hát của Linda như thế nào? Ngoài ra bây giờ phải chạy lên chạy xuống. Ở đây là đã bận rộn rộn quá rồi, mà bây giờ còn đi lên San Jose để vì mới khai trương cho nên Linda cũng phải đi lên để lo cho cái người franchise, cho cái công ty franchise đó. Thì cho nên rồi bay đi hát weekend, rồi tập giờ mỗi lần quay video ca hát. Rồi Linda cũng và Tommy cũng vừa đóng phim ở Việt Nam mới chiếu, và cái này là phim nhựa chiếu rạp thôi, cho nên quý vị không có, chưa có xem được, tại vì nó chưa có ra DVD. Thì cái này chính là phim nhựa của Việt Nam, nghĩa là phim mà chiếu trên rạp đó. Phim tựa đề là Bay vào cõi mộng, thì Linda với Tommy được đóng cuối năm vừa rồi, thì đã được chiếu bắt đầu Tết, Tết ta năm nay ở trong nước. Ngày xưa Linda, người ta biết tới Linda Trang Đài là bằng một cái cách trình diễn kêu là nổi loạn. Thì bây giờ như thế nào? Bây giờ vẫn còn nổi loạn trên sân khấu hay là nó đầm hơn hay thế nào? Không, mọi người chắc nhiều lúc có thể nổi loạn hơn nữa. Tại vì như đó là cái tự nhiên mà cái loại nhạc kích động của Linda làm cho Linda sung. Và mỗi lần gặp khán giả thì Linda rất là excited, rất là vui. Cho nên lúc nào Linda cũng cố gắng hết mình để diễn xuất và hết lòng cho quý khán giả, quá là khác. Rất là bận rộn làm ăn. Cho nên hai cái hình ảnh chính khác Linda nhìn thấy đó khác nhau một trời một vực. Linda đã từng về Việt Nam hát rồi, phải không? Dạ vâng. Cái câu hỏi là Linda hát ở Sài Gòn, hát ở Việt Nam và Linda hát ở hải ngoại, cái sự so sánh như thế nào? Sự thật, nếu mà chưa về thì không biết, nhưng mà Linda đã từng về hát. Và bây giờ Linda thấy hầu như tất cả các em nghệ sĩ đã về Việt Nam diễn rồi, từ thành già cho đến mấy show đại hội, thì Linda cũng hỏi ý kiến của anh chị nghệ sĩ cũng giống Linda là khán giả người Việt mình ở trong nước hoặc ở ngoài nước cũng giống nhau, giống như là tại vì bên trong nước bây giờ nó cũng phát triển nhiều đó, thì nó cũng có cảm hứng của nước ngoài, của hải ngoại, cho nên cũng thoải mái lắm. Cho nên khán giả đối với nghệ sĩ rất là nồng nhiệt, cũng giống như ở trong nước mà cũng giống như ở tại hải ngoại. Riêng đối với cái cách biểu diễn, cái trình diễn của Linda thì nó phải là kích động, nó phải là
nên mình dùng cái chữ là tương tư ở trên sân khấu á. Yeah. Thì khi Đinh Đa về Việt Nam, Đinh Đa trình diễn như vậy cũng bằng giống như vậy thì khán giả Việt Nam họ họ cảm nhận như thế. Thì vài lần đầu Linh Đa về thì Linh Đa cũng hơi hơi ngại, thì cũng không có hết mình, tại vì cái điệu nhạc của Linh Đa là táo bạo nhẹ về nhạc trẻ mà. Nhưng mà càng ngày Linh Đa thấy ở trong nước cũng thấy cũng rất là thoải mái, rất là update, rất là mới. Tại vì Linh Đa vào nước trong nước thì cũng nhìn những chương trình MTV trên TV đó thì cũng chiếu, họ cũng chiếu tất cả những cái music video của hải ngoại, giống như Madonna, Michael Jackson, ví dụ vân vân như vậy đó. Thì cho nên mà bây giờ trong nước Linh Đa thấy rất là mới, giống như là update đó, cũng cũng rất là mới, cho nên cũng không có thua gì những nước Á Châu khác. Cho nên đó là một cái điều Linh Đa cũng là hãnh diện, tại vì chắc chắn Linh Đa cũng ủng hộ Việt Nam hơn là những nước khác. Là chủ của một cái cửa tiệm khá nổi tiếng, anh nghĩ là chắc Linh Đa phải nấu ăn ngon. Thì bởi vậy như anh nói là trên sân khấu và ngoài đời khác hẳn. Cho nên nếu mà nói trên sân khấu mà quậy như vậy đó, mà ngoài mà nói nấu ăn ngon thì chắc khó ai tin. Nhưng mà khi mà ai đến ăn rồi thì mới biết. Cái món ăn nào là món ăn mà là được nhiều người biết đến khi mà nhắc đến Linh Đa? Thì ở đây là chính là bánh mì, tại vì bánh mì của Linh Đa nó rất là coi như là đồ tươi hết á, từ thịt cho đến pate cho đến bất cứ những cái gì trong bánh mì là đồ tươi làm mỗi ngày. Đó là cái khác biệt với tất cả những bánh mì khác đó. Coi như Linh Đa cũng đã từng đi khắp thế giới rồi, nhưng coi như Linh Đa dám nói là tất cả thế giới bánh mì đều là đồ đông lạnh mà. Nhưng mà ngoài ra chỉ có bánh mì của Linh Đa sandwich là không phải đồ đông lạnh, tại vì Linh Đa làm tại đây và làm fresh và làm tươi, và cái sauce đặc biệt là cái sauce mayonnaise chính tay Linh Đa làm, thì cái đó cũng là một cái đặc biệt cho cái bánh mì nó đậm đà hơn. Tại vì cái sauce của Linh Đa làm khác của mọi người, tại vì nó ít mỡ, nó không có bơ, nhưng mà nó chỉ có đậm đỏ trứng, vegetable oil là dầu trái cây, dầu rau cải, và cái chính là cái gia vị mà Linh Đa sẵn có để bỏ vào. Và cũng như cái tiệm Linh Đa franchise San Jose đó, Linh Đa cũng không có cho làm đồ đông lạnh. Linh Đa cũng chỉ, ví dụ những người nào muốn làm franchise, Linh Đa cũng chỉ họ làm đồ tươi tại chỗ, tại vì đó là cái uy tín mà Linh Đa phải có, giống như là bản quyền. Dạ, nếu mà mình làm thì mình phải làm cho đúng, tại vì sự thật không phải là Linh Đa nói dối, nhưng mà tại vì hôm nay này, đến ngày hôm nay Linh Đa ngồi đây trong tiệm Linh Đa sandwich cũng nhờ rất là nhiều quý khán thính giả Việt Nam khắp nơi đã ủng hộ cho Linh Đa biết bao nhiêu năm qua, mà làm cho Linh Đa rất là sung sướng. Thì đáp lại Linh Đa, những điều gì Linh Đa làm Linh Đa cũng phải làm cho nó đúng, và Linh Đa cũng bỏ hết sức mình tài năng ra để làm đồ ăn cho thiệt ngon cho tất cả quý khán giả để được hưởng thụ. Cho nên mà sự thật Linh Đa cũng mê ăn, nó rất là mê ăn. Cho nên đối với Linh Đa ăn á, thì ăn ngon thì mới nên ăn, còn nếu ăn không ngon thì không nên ăn. Tại vì nếu mà ăn ngon để cho mình lên cân thì không sao, nhưng mà ăn không ngon mà lên cân thì cũng hết. Cho nên cái điều mà Linh Đa hiểu nhất trên đời này á là ăn với shopping, cho nên ăn là phải ngon. Cho nên nếu Linh Đa làm đồ ăn thì phải ngon và đồ phải chất lượng, thì đó là cái điều mà cái tiệm Linh Đa chính là cái bánh mì, vì cái sauce mayonnaise và cái sauce đó Linh Đa có bán riêng. Và một cái và cũng có nhiều món khác giống như bò kho cũng nổi tiếng, và bò lóc lóc mì ống này kia, nhưng mà có một món mà Linh Đa được phỏng vấn trên băng những video thế này hồi xưa đó, mà bây giờ khách và mấy khán giả yêu cầu quá, cho nên Linh Đa đành
phải nấu, dù cho bận thế nào nhưng mà cũng phải vào bếp tự tay nấu là món bún bò Huế. Ồ, có nghe nói bún bò Huế Linh Đa. Cho nên biết là tên Linh Đa Sandwich, nhưng mà vì các yêu cầu Linh Đa cũng có cái món bún bò Huế mà các yêu cầu Tommy cũng rất là dễ tính, cho nên Tommy cũng giao hết cho Linh Đa. Tại vì sự thật chắc Tommy thấy Linh Đa cũng đi hát trước Tommy, cho nên có thể có nhiều kinh nghiệm hơn. Thì Tommy cũng cho Linh Đa lựa chọn và quyết định, và cũng như là nói, nhưng mà Tommy cũng rất là hiểu, cho nên rất là vô tư, muốn sao cũng được hết. Thì và Tommy biết Linh Đa lúc nào cũng làm cái gì cũng làm hết lòng, làm cho nó thật là giống như là như Linh Đa cũng nói đến Tuấn là hát hoặc là bất cứ gì Linh Đa cũng làm hết sức mình cho quý khán giả được hài lòng. Cái đời sống thường ngày của Linh Đa bây giờ là gì, tức là lo cho cái tiệm. Vâng, sự thật cái tiệm khi lúc đầu mới mở đó thì nó hơi vất vả hơn là bây giờ. Bây giờ thì 2 năm rồi cho nên nó cũng đâu ra đó, cho nên cũng đỡ. Nhưng mà ngược lại Linh Đa lại phải đi lo công việc khác. Bây giờ là hãy lo đến những công việc, những cái công ty mà Linh Đa sắp muốn làm về đồ ăn, và Linh Đa cũng lo về cái franchise cho Linh Đa Sandwich. Tại vì bây giờ thì đã ready. Lúc đầu người ta cũng hỏi nhiều, nhưng mà lúc đó chưa, Linh Đa chưa có muốn rush, cũng không có muốn lâu đâu làm mà không có chất lượng, cho nên Linh Đa muốn take time để từ từ làm, nhưng mà làm cho nó thành công. Thì bây giờ Linh Đa đã làm được cái franchise San Jose, thì cũng nhiều thứ ba khác. Linh Đa cũng rất là hân hạnh được sự phỏng vấn, nói chuyện tâm tình với anh Tuấn hôm nay. Vâng, và một lần nữa Linh Đa cũng xin cảm ơn anh Tuấn, và Linh Đa cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã ủng hộ Linh Đa bao nhiêu năm qua. Linh Đa cũng chúc tất cả quý khán giả ở các nơi coi như là cũng qua năm mới 2 tháng, nhưng Linh Đa không có nhiều quý khán giả Linh Đa không gặp được, thì Linh Đa cũng xin chúc quý vị năm nay sẽ thật là nhiều may mắn và mọi sự như ý, và sức khỏe dồi dào, và lúc nào niềm vui sẽ đến với quý vị. Hơn khắp mọi chỗ thêm cho đời sự sống, Đa Cao Food To Go. Bánh mì, thịt nướng, thịt nguội, gà bì, xíu mại, cá mòi, cà ri, chảo tôm, chả ốc, Đa Cao, chả chiên, chả Huế, chả nào cũng có luôn. Gỏi đu đủ bò, khô gan cháy, gỏi sen, gỏi sứa, gỏi bò, tái chanh, chim gà, tôm ốc, hến dê, cuốn bò, lá lốt, không chê món nào. Đa Cao Food To Go, ngon hơn khắp mọi chỗ. Miếng xào hủ tiếu Thái Lan, mì xào thập cẩm, cánh gà chiên bơ, bánh bèo, bánh cuốn bò kho, súp bông bóng cá, thịt cua bánh ít trần, xôi chè, giải khát, cà phê, đậu xanh, rau má, sầu riêng, kính mời. Hội đoàn sinh nhật, đám cưới, party, gọi ngay 714-775-8194, 775-8194.